Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Hình ảnh chú rể 71 cưới cô dâu 18 tuổi qua cưới trước đây hai xe tải. Trong ngày cưới, chú rể 71 tuổi hôn nhẹ lên trán cô dâu 18 tuổi và nói rằng ông muốn có con chung càng sớm càng tốt. Theo truyền thông Indonesia, Aba năm nay 71 tuổi, sống ở Indonesia. Kể từ khi vợ qua đời cách đây 7 năm, ông sống cùng các con. Sau những lần đi mua xăng ở làng bên cạnh, Shana đã quen với Noni, 18 tuổi, con gái chủ cửa hàng xăng. Noni thường giúp bố mẹ giao xăng đến nhà của Shana, vì thế hai người dần dần có tình cảm với nhau. Khi biết con gái hẹn hò với người đàn ông hơn 53 tuổi, bố mẹ Noni đã phản đối kịch liệt. Lý do thứ nhất, Shana quá già so với Noni. Lý do thứ hai là Noni chưa học hết cấp 3. Nhưng cuối cùng, sự phản đối đã không có tác dụng. Bố mẹ Noni đành phải cho phép cả hai phát triển mối quan hệ. Về phía các con của ông Shana, khi nhìn thấy cha mình tìm được hạnh phúc, họ đều mừng cho ông. Để chuẩn bị cho hôn lễ, ông Shana đã sắm rất nhiều quà, gồm tủ quần áo, nệm, đồ gia dụng và một chiếc xe máy. Tất cả chất đầy hai xe tải rồi chở đến nhà cô dâu. Ngoài ra, Shana còn chuẩn bị 11 gam vàng và 10 triệu ruby, khoảng 16 triệu đồng, để đưa cho bố mẹ vợ. Tại đám cưới, Shana đã hôn nhẹ lên trán của Noni và tươi cười nói rằng mong sớm có con chung. Cha mẹ của cô dâu cũng tin Shana sẽ mang lại hạnh phúc cuộc sống cho con gái của họ.